Ok rồi, xin chào các bạn. Thì thông thường vẫn thấy là mình hay lên phòng của mình ha, mình quay review cho bạn xem những cái món đồ công nghệ. Nhưng thì cái view này nó sẽ gọi là hơi đặc biệt chút xíu, bởi vì mình sẽ gọi là mình trên tay và giới thiệu cho bạn một cái món đồ nó mang tính chất gọi là gia đình hơn, và một cái món đồ nó gia dụng ha. Thì đây là một cái tủ lạnh đến từ thương hiệu là Panasonic mà mình vừa mới rước về. Thì mình nghĩ là tủ lạnh thì gia đình nào ít nhất cũng phải có một cái ha, còn tại gia thì tôi cỡ nhiều cái cho nên chứa đồ ăn mới đủ. Thì mình nghĩ là sắp tới rồi, cho nên là nếu mà những ai mà đang có một cái nhu cầu mà thay một cái tủ lạnh mới á, thì coi như là đây một cái video mình muốn nhìn trên tay và giới thiệu nhanh cho bạn xem. Rồi thì đây là một cái tủ lạnh đến từ Panasonic, và cái tên mã của nó cũng khá là dài, bạn có thể xem trong hình. Thì cái tủ lạnh này là mình đã mua được ở bên cửa hàng Điện Máy Xanh, và giá của nó hiện tại là 13 triệu 320 ngàn. Do bạn 13 triệu 390 ngàn, nhưng mà do là có khuyến mãi thì bạn mua trên Điện Máy Xanh đó, thì điểm bây giờ đó thì nó sẽ giảm giá, là còn giảm giá được 900 ngàn. Thì đó là cái giá mà mình lấy được ở bên Điện Máy Xanh. Thì mình thấy là về cái thiết kế tổng thể của cái loại này á, thì nó sẽ có dung tích lên tới là 322 lít, và sẽ có cái phần thun thép rất là cứng ha, và một cái tông màu đen như thế này. Thì màu đen thì nó sẽ đơn giản hơn, và nó sẽ dễ phối những cái phong cách nhà của bạn hơn rất nhiều. Thì thế là nó sẽ có được hai ngăn, đó, ngăn lớn đây và ngăn nhỏ bên dưới như thế này, và nó sẽ có đạt tiêu chuẩn nhãn năng lượng, tức là 5 sao, tức là nó sẽ tiết kiệm điện nè. Rồi chúng ta có công nghệ là Econavi nè, inverter này các kiểu đó. Chúng ta sẽ có một cái dãy quảng cáo rất là lớn đây, thì mình sẽ có một cái công nghệ là Gram Fresh Plus rất trọng đó, thì nó sẽ tạo một lớp đông chuẩn mềm và ở mức là khoảng âm 3 độ C, cũng như là nó sẽ có những công nghệ là multi control để mà giúp cho cái đồ ăn của bạn, đồ tươi sống đó, nó sẽ giúp giữ được khoảng tối đa là 7 ngày. Rồi thì đây là những cái quảng cáo của thương hiệu ha. Rồi mình sẽ có một dòng chữ ở đây nữa, thì mình sẽ mở lên và xem luôn. Còn cái dòng thì bên trong này mình sẽ thấy là sẽ có một cái tay vịn này đó. Đây là cái phần tay vịn, mình sẽ mở ra như thế này đó. Thì đây đại khái thì do tụi mình mới lấy về, cho nên mình chỉ bỏ một số những món cơ bản thôi. Khi là mình vào Tết đó, thì mình sẽ nhét cho đầy đủ luôn. Thì đây là một số những ngăn, ở đây mình đang có một ngăn mà để kẹo cho chắc năng đó. Còn đây là sẽ có ngăn để trứng, camera lại tiến sát lại ha. Đây là ngăn để trứng nè, đó sẽ có những cái hình ảnh cho bạn dễ hình dung, và đây sẽ có để sữa hay là kem gì đó các kiểu như thế này. Và ở bên dưới này thì bạn sẽ có thêm là ba cái bình nước, thì bình nước này là mình mua thêm nha, chứ không phải có sẵn đâu, và để những cái lặt vặt các kiểu. Thì bây giờ mình đi vào trong thì mình thấy là nó sẽ có những cái đèn led màu trắng ở đây đó, tông màu rất là sạch sẽ. Bên trong chúng ta sẽ có công nghệ mà lọc kháng khuẩn nè, đó dòng chữ ở bên trong đây thì sẽ có một số những ngăn đại khái như thế này. Đó, có thể là gia đình bạn sẽ có những cách để đoạn nó khác nhau. Còn cái ngăn này thì nó sẽ là để rau củ không, hãng có ghi rõ là những cái logo này rau củ nè đó. Thì chúng ta sẽ cái ra như thế này, nó cũng khá lớn đây cho bạn xem ha. Đấy, cho bạn xem như thế này. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ cho bạn xem về cái ngăn dưới nữa. Thì ngăn này thì để mà những cái thực phẩm như là thịt cá nè, bánh mì khô rồi đó, trên đây các kiểu. Rồi, thì mình đây là cái phần cảnh thông của cái tủ lạnh, thì nó sẽ có hai khu vực ha. Một cái khu vực là để mà chỉnh được cái nhiệt độ lạnh nè, và những cái tính năng khác, kháng khuẩn khác ở đây. Đây là cái tên mã của cái sản phẩm NRBC369Q. Thì đó là cái sơ bộ về cái tủ lạnh này. Vâng ha. Ok xong. Và bây giờ mình sẽ đóng lại và mình cho bạn xem về cái ngăn dưới, thì mình thấy là đủ nó còn rất cứng. Đây còn cái này ngăn dưới nè. Đây đây là cái ngăn mà các bạn sẽ để đá. Đó, để đá. Đây để đá bạn ha. Đây, mình sẽ có những cái hộp ở đây như thế này. Bạn có thể châm đá vào và bạn gạt xuống thì nó sẽ là lấy đá ra, do là mình chưa có châm nước trong đây. Để kéo ra như thế này để mình lấy đá. Và mình sẽ có một cái ngăn nhỏ nữa để mà để đồ sống ở đây như thế này. Ok ha, thì đó là cái phần ngăn lạnh, và sẽ có thêm một cái ngăn nhỏ nữa ở nằm như thế này. Ok, thì đó là coi như là mình đã tập tành gọi là review những đồ gia dụng cho bạn xem, và có thể đây là một cái tủ lạnh đến từ thương hiệu là Panasonic. Rồi thì bạn nào có ý kiến gì về cái video thì bạn chỉ việc comment bên dưới ha, và mình sẽ để cái link mà bên Điện Máy Xanh đó họ đang bán á, để bên dưới cho bạn tham khảo về cái tủ lạnh này. Cũng như là đây là một cái video mà những ai mà đang quan tâm cái tủ lạnh mà muốn biết ở ngoài nó như thế nào, thì đây là cái video dành cho các bạn. Ok, bye.